bạn cười gì tôi, bảo tôi là chờ thẻ xanh đi, chờ thẻ xanh đi rồi đi cạo neo, động cái não chó lên, đừng ngu giống con mẹ. Đéo có thẻ xanh thì không thể đi thi bằng lái xe được. ngulon.com.vn lại chờ. Người ta sang đây người ta ô tô người ta có lại chờ. Người ta đi diện bảo lãnh vợ chồng lại bảo chờ. Tao có đi cạo neo hay cạo bàn thờ ông bà ông vải mày là cũng chuyện bình thường, mà trình tao mày đánh giá cao quá. Tao á mà đi cạo neo tao bẻ gãy tay khách. Với cái sức mạnh của tao, tao chỉ có đi clean up. Mu clean WC toilet. Mày nghĩ cái trình tao cỡ nào mà tao đi cạo neo được? Mày nhìn cái tay tao cỡ này tao có biết làm neo đâu. Tao sẽ chỉ làm được cái công việc clean up spa neo, đi dọn nhà vệ sinh ở tiệm neo thôi. Tao thích ở nhà vệ sinh mà. Được chưa? Vừa lòng cho mày chưa mới có lồn.com. Tao không chửi chúng mày đâu, địt mẹ mày cứ để chọc cái mỏ tao sáng ngày ra ăn bao quả trứng vịt lộn. Chết rồi, sai quá. Cuộc sống đang bình yên mà lại ăn ba quả. Ngu lắm Trang ơi, phải ăn bốn quả thì nó mới là đang may mắn lộn lại thành may mắn. Đang may mắn mà lại ăn ba quả là số lẻ. Nó lộn ngược lại thành không không hên, trời ơi. Em có thật các chị, mày cái nét mỏ lợn như em mà đi làm neo, em có thật các chị. Khách đang cầm này. Hey hey. Stop stop. No 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 no. Stop. Hey stop. Hey. Đấy, các bác hiểu không? Cái tính nóng này không có làm được. Thôi, em là các chị, em mà sang Mỹ chắc việc của em đi là clean up hoặc bê hàng ở mấy cái siêu thị thì em làm được. Chứ kêu em bảo là em đi mà em chào chị Minh nào. Em đi để mà em làm neo cho khách thì chắc là em ra tòa sớm. Con này làm neo cho tao bẻ tay tao mày chắc chết. Thôi các chị ơi, các chị để em yên, các chị để em yên. Đã bảo rồi, mấy con anti ngu ngục ấy, cứ cố gắng mà sống để mà theo dõi cuộc đời của tao. Tao là tao xoắn chúng mày đâu. Chưa thì biết xoắn cơ mà. Đấy, gầy rồi đây. Úi dồi. Rồi rồi, các bà dòm đi. Tôi còn một tí nữa thôi các bà. Chào meo meo. Chả nhẽ đi ra mụ rồi bụng bụng. Ăn hai quả. Ăn hai quả ngô, ba quả trứng vịt lộn bụng. Định trời ơi. Định thôi. Bụng hơi to. Rồi. Chết rồi kịch. Uống hai viên giấm táo. Hai viên giấm táo này, màu vàng. Ui trời 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 trời. Đó. Cái viên màu nâu là viên đốt mỡ. Cái viên màu nâu là viên đốt mỡ. Viên màu trắng, viên màu giấm táo. Chị Xoan Hoàng ơi, em sắp gầy rồi chị. Sắp gầy rồi. Uống hai viên giấm táo má ơi. Em còn một tí nữa là em gầy rồi các chị. Đi xuống nhà bạn, không mang theo đồ. Đó. Còn một tí bụng nữa các chị, một tí này. Đây là hậu quả của việc nhậu sinh nhật ta. Nhậu sinh nhật từ ngày 16 tháng 2 đến giờ. Nhậu 6 ngày ra cái bụng. Không sao. Mua cái áo này đúng là chuẩn. Livestream bán hàng ok mà, rồi sau đó tính tiếp mọi việc sẽ ổn. Có gì đâu mà không ổn chị. Không có gì là không ổn cả. Tại bản chất của em là em đã xác định sang đây vẫn livestream bán hàng. Vì em vẫn đang bán được hàng đấy thôi các chị. Em có gì làm việc gì cũng được. Em mà cạo được neo và em mà gọi là gì, em gọi là nhẫn nhịn được thì em cũng xin là ôi thằng Kiệt đã xong chưa nhỉ, đi nhỉ. À nó đang lên giờ điệu bảo đâu đâu.
Đeo kính nào hợp cơ mà? Đeo kính nào đẹp? Mang có hai kính đi thôi, đeo kính nào đẹp? Các bạn nhìn cho em kính số 1 hay kính số 2 đẹp? Có vẻ cái kính Prada này đẹp hơn nào mấy bà hè? Nó hợp với bộ đồ năng động này hơn với mấy bà. Mấy bà dòm giùm em coi. Xin phép mấy bà. Bị dị ứng rồi. Cái trắng này đẹp hơn đúng không mấy bà? Cái số 2 đẹp hơn cái số 1 phải không? Cái trắng hay cái này đẹp. Cái nào cũng xinh hết à? Ôi dồi ôi, băng lăng băng lê ruby mày lại khen chị rồi. Đồng hồ này là bạn bạn Trâm tặng mình nhá. Vâng chị Minh Đào, em cảm ơn chị. Lan Trần comment một câu: em tưởng chị định cư bên Mỹ luôn, không về Việt Nam nữa. Lắp cái náo lên em. Lắp cái náo đi em. Mình lắp cái náo là em ạ. Đen đẹp hơn à? Ok chị. Đấy kính nhà em là có cái bao da như này thôi nhá. Đi chưa bạn? Đi. Thôi mình đi đây các bạn ơi. Mình đi ra xin việc. Clean, mu clean, spaniel. Mày cười gì kìa? Mu clean, spaniel. Đi mu clean, spaniel cũng đúng à? Mu là dọn đi, mu là dọn đi, clean là sạch, là làm sạch. Spaniel, spa là nơi làm đẹp, nail là làm đẹp cho móng. Các bà thấy tôi cả trả lời đúng chưa? Mu clean, spaniel. Tí nữa tôi sẽ quay một clip bước vào tiệm mu để tôi xin việc mu clean spa leo. Ok nha, đi nha, tí gặp. Không, em không, em có biết làm nail đâu mà gọi là cạo nail. Em xin làm công việc toilet, dọn toilet, mu clean spa leo. Ok